Rồi trên đây mình nhìn dưỡng luôn em ơi. Mấy quay qua nha, tương tác giùm em nha. Và tiếp tục chúng tôi sẽ được gửi lời chào đón nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, producer Nhật Nguyễn và ca sĩ Tăng Phúc cũng đang có mặt tại sảnh nhỏ của lễ ra mắt bộ phim cho người ta trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay đứng đầu dòng dòng quay. Chị nói, chị nói, chị nói. Vâng ạ, chúng tôi xin được gửi lời chào đón nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu cũng đang có mặt tại phòng đấu sân khấu lúc này. Nghĩ là cũng có cái đúng, cũng có cái đối với một người phụ nữ như Trinh thì Trinh nghĩ là chồng là phải giữ mình chứ không có phải là gì mà là mình phải giữ ngược lại. Ví dụ mà và thưa quý vị, tiếp theo tại sân khấu chính thức này xin được gửi lời chào đón diễn viên Nam Thư. Nếu mà được thì cả hai, nếu mà không thì chọn chồng giàu. Tại vì Trinh thích giàu. Cái phim này là 18 cộng thì nếu mà sẽ có phim 18 cộng rồi Trinh tham gia thì Trinh có đồng ý. Trinh nghĩ với một cái nickname của Trinh mà Trinh đã có từ xưa tới giờ, nữ hoàng nội y, thì Trinh không có ngại vì với bộ phim 18 cộng cả. Chị ơi, chị có suy nghĩ gì về người thứ ba trong tất cả bộ phim luôn ạ? Thôi câu hỏi này cho chị từ chối trả lời nha. Ok, hôm nay có ai ạ? Xin được gửi lời chào đón đạo diễn diễn viên Mai Thu Huyền.